team work. And it's, as you all see, that is a turtle. And it's a kind of a fruit carving work. It's maybe different from the others. The best value of the work is the decoration. And also inside you have very fresh fruit, including apple, pineapple, and also pear, with watermelon as well. It's the main, ingredient in this fruit. No, we don't, because only watermelon. Oh. Okay, you can try. Have a try? Yes, sure. Cái này. Em mới để được sang bên cạnh này cũng được. Xuống tại vì cái chân. Có một cái con mèo đằng trước. Dạ. Mọi người dùng tăm quế không bỏ ra từ sớm. Bột quế bị lẫn vào. Ờ, tìm làm luôn hả? Làm luôn. Việt Nam True Master Chef. Làm luôn phần còn lại ăn hết. Bữa nay là đồ duy nhất, có người ăn hết và làm thêm. Bọn em không còn gì để làm. Cơ bản là gia vị nó vào cái nêm nếm vào cái thịt này nó ngon. Lá sung. Thịt chín chưa anh ơi? Chín rồi chị em. Không. Thế này là ngon. Thế này hồng là chín rồi ngon. Hồng là chín rồi. Hồng đào, hồng đào. À không, chuẩn em ăn ở đây này, ăn em bóc vào mà, cái này ăn gỏi mà. Ăn em là phải thế chứ. Kiểu gỏi rồi, giờ bóc vào rồi. Sao có mà hồng thấy quen quen nhỉ? Hồng đi ra đây kia đi. Không, cái màu hồng bắt chú đâu có đẹp bằng màu hồng này. Màu hồng này. Ấy. À. Khán giả bình chọn là đúng anh Hiệp nhỉ? Đúng rồi. Cái này không gọi là ẩm thực mà gọi là âm thực đấy. Màu rất là âm. Nhiều. Đây là thịt lợn. Six. Là... six. Thật chứ anh mà hết lá sung rồi.